Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng mảnh nạp Bitkit 2. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Bitkit 3. Trên tay mình là Bitkit 3. Thì Bitkit 3 này nó có điểm mạnh hơn là cái tốc độ nạp của nó cao, có thể lên tới 12 megabit trên một giây. Đây, bộ sản phẩm này thì dùng một cái kit này, một dây kết nối USB này, dây để kết nối với lại mạch của các bạn đấy, và một đĩa. Đĩa này, bên trong đĩa này đã có phần mềm và các cái file hướng dẫn của nhà sản xuất. Rồi. Thì cái loại Bitkit 3 này nó có các cái led trạng thái này, báo led báo nguồn này, led báo active này và led báo trạng thái. Và cái nút nhấn này sẽ có tác dụng là khi mà mình chọn được cái chế độ nạp bằng nút nhấn đây, thì là mình chỉ cần ấn vào đây mà không thực hiện trên cái phần mềm kia. Đầu tiên là kết nối này. Thì ở cái phía mũi tên này là VPP này. Đây, VPP mình vẫn sử dụng cái con chip này và cái mạch này, cái đế nạp đa năng này. Các bạn cắm vào như này, kết nối dây USB. À, cắm vào máy tính. Led báo này. Ở trên máy tính này, các bạn cũng tải. Các bạn có thể sử dụng luôn cái đĩa DVD kia để lấy cái phần mềm ra, hoặc là trên mạng, lên mạng tải về. Thì ở đây mình tải trên mạng về. Các bạn nhấn setup này. Sau khi giải nén, nhấn setup và cài đặt bình thường. Sau khi cài đặt đây, đây là giao diện phần mềm này. Thì giao diện nó không giống cái giao diện của Bitkit 2. Đây, cũng tự check ra cái loại vi điều khiển này. Thì điểm đặc biệt là cái loại Bitkit 3 này, các bạn có thể nạp download cái chương trình tức là cái firmware nâng cấp cho cái kit này trực tiếp bằng cái phần mềm này. Đây, các bạn có thể nhấn vào download Bitkit này. Đây, và chọn cái file hack để nâng cấp cái file firmware. Đây. Đó, thì cái này để tránh để sử dụng trong cái trường hợp là mà cái Bitkit 3 này nó bị mất firmware, nó bị mất firmware này. Rồi, ở đây mình đã làm rồi. Đầu tiên thì các bạn cũng làm giống như Bitkit 2, tức là check condition. Để chắc chắn một lần nữa là cái loại bit kia mình đang sử dụng này. Yeah, xóa này. Loại file hết chưa? Ngoài này. Đang nạp. Xong. Successful. Cái Bitkit 3 này có cái đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái nút nhấn này nhé. Thì đầu tiên là vào RAM này, chọn Wire on Bitkit button. Đây. Thì khi đấy thì mình sẽ không phải sử dụng, không thao tác trực tiếp trên cái phần mềm này nữa. Đây. Chỉ cần nhấn cái nút đây. Đó. Ở trên phần mềm cũng hiển thị cái trạng thái nạp thành công không. Đây. Thì cái này hỗ trợ các bạn nạp nhiều chip liên tục đấy. Thay ra xong rồi chỉ cần ấn vào phát nạp luôn, không cần phải sử dụng trên máy tính nữa. Đó. Rất là nhanh. Đó. Thì các cái phần mềm
Mình sẽ để ở dưới phần mô tả, tức là cái link mình sẽ để ở phần mô tả. Thì video của nhóm đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có vấn đề gì về cách nạp của BitKit 2 và BitKit 3, các cái lỗi thường gặp của hai cái loại của hai cái mạch nạp này, thì hãy liên hệ với nhóm, nhóm sẽ giúp đỡ và giải quyết khó khăn này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm.